Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P cũng như là series Hành trình New Bay ở Kingdom 3629 nha các bạn. Thì dành cho những anh em chưa biết về cái account này, đó là Kingdom 3629 thì nó sẽ là một cái server kỷ niệm của game và nó sẽ có một cái chuỗi sự kiện riêng dành cho Kingdom này ở trên Facebook chứ không có ở trong game nhá. Thì ở trên Facebook ấy thì chúng ta sẽ có ba cái sự kiện giống như kiểu là đua top vậy đó, người chơi lực chiến cao nhất này, liên minh kill cao nhất, cũng như là người nào cầm kinh đầu tiên của kingdom này. Thì mình đã quyết định là mình tạo một cái nhân vật để chơi ở đây để xem là liệu kingdom có gì thú vị không. Nice. Thì hôm qua đã là ngày đầu tiên rồi và đây đang là ngày thứ hai của cái tài khoản. Ở cái nick này thì mình chơi thẳng luôn và mình không có ủ ạc nha. Anh em nếu mà mới chơi lần đầu thì các bạn nên ủ ạc cao, sau đấy các bạn chơi bình thường. Còn như mình thì mình sẽ trải nghiệm thử giống như mình là một người chơi mới hoàn toàn ấy. Mình thấy cái game này quảng cáo ở đâu đó hoặc là mình thấy nhiều người chơi, mình tải về mình chơi thử nha các bạn. Đó là mình ví dụ như thế. Thì hiện tại sang đến ngày thứ hai thì trước hết là mình sẽ cho anh em xem những cái điều mà mình đã làm trong ngày hôm nay. Và đương nhiên thì mình không thể nào mình quay video cả ngày được. Về cái level nhà chính thì hiện tại mình đã lên được cấp 10 đó. Về cấp VIP thì mình đã up lên cấp VIP 3. Ở VIP 3 thì thực sự không quá khó, các bạn chỉ cần có 1200 điểm VIP thôi và các bạn có thể xài đá quý để các bạn mua điểm VIP. Và cái VIP 3 mình nghĩ là một cái VIP khá là cần thiết để các bạn lên trong ngày đầu tiên. Các bạn sẽ tăng cái tốc độ xây dựng 5%, nó mà đầu game thì anh em xây dựng khá là nhiều. Một cái công trình mà các bạn xây mất khoảng 10 tiếng đi thì cái 5% này nó giảm cho các bạn cũng khá là nhiều. Đó là cái điểm VIP cũng như là mục pao mình đã cho anh em xem ở trong thành phố. Thì về cái cách nâng nhà trong thành phố thì các bạn có lẽ cũng không quá lạ đúng không? Chúng ta sẽ tập trung nâng cái tòa thị chính này lên cấp càng cao càng tốt. Nó yêu cầu chúng ta xây công trình gì thì chúng ta xây công trình đó thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà nó sẽ có thêm một cái điều kiện đi kèm, đó là các bạn sẽ nâng cái trung tâm liên minh để cho bằng cái cấp tòa thị chính. Ở đây thì mình chưa có nâng trung tâm liên minh này lên nha anh em. Đó, nhưng mà không sao, các bạn nên nâng nhá. Ví dụ tòa thị chính ở cấp 10 thì các bạn cố gắng nâng trung tâm liên minh ở cấp 9 hoặc cấp 10 luôn. Đi kèm với đó thì các bạn nhớ gọi là nâng nhà nghiên cứu. Cái nhà nghiên cứu này ấy, nó sẽ có cái cấp khá là quan trọng, đấy là cái cấp 9. Thì cái học viện khi các bạn lên cấp 9 ấy, là các bạn có thể lên được level 5 cái khối xây này. Và tất cả những cái công nghệ kinh tế ấy, thì anh em không có nâng nhá. Tại vì sao các bạn không nâng? Tại vì các bạn sẽ cho cái lính do thám của các bạn nó đi do thám. Thì khi do thám ấy, các bạn sẽ nhận được những cái làng. Bạn sẽ nhận những cái làng bộ tộc như thế này. Và khi các bạn nhận cái làng bộ tộc này thì nó sẽ nâng cấp trực tiếp cái công nghệ kinh tế cho anh em luôn. Lâu rồi mình không chơi nhưng mà bây giờ mình chơi lại thì kiến thức nó ùa về các bạn. Bắt đầu là nhớ ra đầu game phải làm gì. Thì các bạn đi nhặt cái làng đó là các bạn sẽ có tất cả những cái công nghệ này lên level 5 hết. Tiết kiệm được rất nhiều tăng tốc cũng như là tài nguyên cho các bạn nhá. Nên là không có nâng công nghệ kinh tế. Ở nhánh công nghệ quân sự thì các bạn cứ nâng bình thường thôi. Các bạn cứ nâng công nghệ quân sự. Còn kinh tế thì sau cái khối xây này là anh em bắt đầu phải nâng bình thường nhá. Còn anh em nhớ là cái thủy lợi này, cưa tay này, khai thác đá, lưỡi hái, khối xây, rìu tay thì tất cả những cái này là đều có thể nhận miễn phí hết thông qua cái làng bộ tộc. Thì đó là cập nhật cho anh em về những cái nhà mình nâng. Nó nhà thì cũng không có cái gì quá đặc biệt các bạn. Ở hiện tại thì mình cấp 10 rồi. Ở đây mình sẽ nâng cho lên cấp 11. Nhưng mà để lát nữa đi, mình sẽ tiếp tục show cho anh em thêm những cái điều mà mình đã làm để trong cái quá trình mình không quay video. Thì ở đây mình sẽ có về chỉ huy. Thì đây là những cái vị tướng. Ở các bạn có bao nhiêu chìa khóa thì các bạn mở được tướng nào ấy, các bạn nâng hết nó lên cấp 10 nha. Các bạn nâng lên cấp 10 thì thứ nhất là cái sức mạnh của tài khoản các bạn ấy nó sẽ tăng lên, đúng không? Ví dụ một cái con Saka đi thì mình nâng lên cấp 10, sức mạnh được hiện tại là 5800 này. Nâng lên cấp 10 hết, sau đó là cộng bảng tài năng hết. Về cách cộng tài năng ấy thì các bạn có thể cộng tùy ý các bạn cũng được. Tại mấy con tướng này thì về sau các bạn không dùng. Nhưng mà mình khuyên là những con tướng mà có nhánh giữ hòa bình thì anh em nhớ cộng cái tinh thông để các bạn được giảm cái lượng điểm hành động đánh quân man rợ và đánh pháo đài. Nó khá là quan trọng tại tài nguyên đầu game nó sẽ khan hiếm ấy. Đó thì các bạn cứ cộng hết bảng tài năng. Sau khi các bạn lên cấp 10 các bạn cộng bảng tài năng thì pa các bạn sẽ tăng được khá khá. Cái mục chỉ huy này thì chủ yếu anh em nào hên thì các bạn có thể mở được nhiều tướng hơn thì các bạn sẽ được nhiều power hơn. Tiếp đó là về điểm hành động. Thì cái điểm hành động dùng làm gì? Nhiều anh em thì cứ nhắc đến Rock F2P thì các bạn hay nhắc đến kéo man. Nhưng mà server mới thì các bạn không nên kéo man nha. Các bạn nên đánh lô ha. Đây sẽ có rất nhiều người chơi
xả lô ha cho các bạn đánh. Thì ở đây mình cũng khá là may mắn được chung clan với lúc đầu là mấy người nước ngoài, sau đấy mình mới đổ sang clan của mấy anh em Việt Nam. Thì rally lô ha rất là nhiều, thì có bao nhiêu điểm hành động ấy các bạn để rally lô ha hết nha. Đây các bạn thấy cái mục báo cáo của mình này, nó mình sẽ chỉ đánh lô ha thôi. Thì đánh lô ha nó sẽ cho các bạn rất nhiều tài nguyên, mình không có đánh man rợ nữa các bạn. Có đánh một vài con mà rất là ít, chủ yếu đánh lô ha và mình có lưu thư ở đây. Thì các bạn cứ thấy là cứ mỗi lần mà chúng ta đánh lô ha thì anh em sẽ nhận được tượng này, có cả tăng tốc 3 giờ rất là ngon, lâu lâu nó nổ khá là ngon nhá. Như phát này thì hơi toạch, cái phát này chúng ta được có 30.000 lúa với 10 phút tăng tốc huấn luyện thì hơi cùi, nhưng mà lâu lâu nó nổ hên phết đấy, ví dụ như là 150.000 gỗ này, 150.000 lúa này, hoặc thậm chí như hồi nãy mình có cả tăng tốc 3 giờ đấy, mình đã lưu thư lại cho anh em thấy là cái độ ngon của lô ha. Thì ở đây có lưu ý cho anh em ủ account, cái nick này của mình không ủ, nhưng mà ví dụ mà các bạn ủ account nhá thì các bạn có thể chơi một cái chiến thuật, đó là các bạn tạo trước hai cái nick bé. Hai cái nick bé các bạn sẽ tạo ở cái server cũ, không nên tạo ở server mới. Tạo ở server có thể là tầm 3 đến 4 ngày tuổi nhá. Khi đó thì cái máy chủ đấy nó đã mở cái sự kiện lô ha rồi, để xem ngày thứ mấy. Đây, ngày thứ 3 thì các bạn sẽ tạo 2 đến 3 cái nhân vật. Nói chung là càng nhiều nhân vật càng tốt, nhưng mà nhiều quá thì đánh nó cũng không hết. Các bạn có thể tạo khoảng 3 đến 2 cái nhân vật ở cái kingdom mà 3 ngày tuổi. Thì khi vào kingdom 3 ngày tuổi thì các bạn đánh man rợ nó sẽ rơi ra cái cốt tiêu lô ha. À không, gọi là cốt tiêu lô ha các bạn, nó gọi là rơi ra con lô ha này đi. Thì các bạn sẽ tích càng nhiều những cái con lô ha này càng tốt. Sau đấy các bạn sẽ nhập cư tất cả những cái nick clone này bay sang kingdom mới. Và ở kingdom mới ấy, thì các bạn sẽ tạo một cái tài khoản, đó sẽ là cái tài khoản chính của các bạn ở kingdom mới nhá. Sau khi sang kingdom mới thì các bạn sẽ dùng những cái nick clone đó, các bạn xả lô ha ra và các bạn mở rally để cho cái nick chính của các bạn ở server mới ấy tham gia cái rally đó. Thì cách mình đang làm ấy nó cũng kiểu kiểu như thế, nhưng mà do mình không có tạo trước nick clone, nhưng mà bù lại thì anh em bây giờ ủ ạc ấy, anh em chơi kiểu như vậy rất là nhiều, nên các bạn có rất là nhiều lô ha để rally luôn. Thì anh em có thể làm như thế, hoặc các bạn kiếm những cái liên minh ấy mà có nhiều người xả lô ha để anh em tham gia vào thì quà nhận được rất là ngon. Không nên đánh man rợ nha, quà man rợ thì nó khá là bèo. Mình cũng có một vài chiến báo đánh man rợ, mình sẽ cho anh em xem. Để mình xem có không nữa, mình không chắc là có hay không, toàn chiến báo lô ha thôi. Nhưng mà quà man rợ thì nó khá là cùi. Đấy, mình chỉ lưu ý là anh em có bao nhiêu điểm hành động là dùng để rally lô ha hết. Nó rất nhiều tài nguyên các bạn, rất nhiều tài nguyên. Tiếp nữa đó là về đi do thám. Thì ở đây thì mình cũng không có quá nhiều thời gian để mình do thám cho anh em. Thì các bạn có thể rảnh lúc nào do thám lúc đấy, cố gắng mở map càng nhiều càng tốt. Các bạn mở map càng nhiều thì các bạn sẽ càng có nhiều hang, có nhiều làng để các bạn nhận thêm quà. Đối với những anh em mà chơi trên điện thoại ấy, thì các bạn có thể xài một số phần mềm mà giúp các bạn tự động click, nhưng mà cái này nó hơi rủi ro, tại vì game ấy họ có thể phát hiện các bạn xài phần mềm thứ ba thì họ có thể ban. Nên là nếu mà anh em mới chơi thì mình khuyên là các bạn cứ chơi kiểu truyền thống như thế này thôi. Đó, các bạn cố gắng là chơi chay. Do thám thì các bạn cũng có thể cho nó chạy đến những cái chỗ xa, đúng không? Các bạn kiếm những cái nhà mà nó đã mất cái khiên hòa bình rồi, các bạn do thám thì nó sẽ chạy băng qua cái map như thế này. Nhưng mà chạy như này thì thật sự là mình không khuyến khích lắm. Mình khuyến khích là các bạn cứ do thám một vùng trước, đấy, cứ do thám đảo gần thì về sau các bạn kiểu do thám hết map rất là dễ. Còn các bạn mà chạy zig zag đấy, các bạn cứ chạy từ chỗ này chỗ kia kiểu này ấy, thì mai mốt anh em do thám lại rất là mệt. Trong quá trình các bạn do thám, các bạn soi làng bộ tộc ấy, nó sẽ có cái bản đồ vương quốc. Thì cái bản đồ này nó sẽ xóa một cái vùng mây 10x10 ngẫu nhiên. Thì anh em có thể xài cái này để mở map nhanh hơn, nó xóa mây nhanh hơn. Nhưng mà lời khuyên của mình thì các bạn không nên xài, các bạn nên để về sau ấy, nó sẽ đổi thành cái tăng tốc 5 phút sau khi các bạn đã mở hết cả map. Đó, thì anh em có thể tiết kiệm cái này để lấy tăng tốc. Và ở đây thì mình sẽ cho anh em thêm một cái cốt nữa. Cái cốt này giống trước ở bản Gamuta thì không có nhập được, nhưng mà hôm nay ở bản Việt Nam thì đã nhập được nha các bạn. Đó là cái cốt Rock Dev SHBQ. Đó, các bạn ấn đổi qua là ra được thêm 1.000 game, rất là ngon đấy anh em. Rồi, và ở đây thì mình sẽ tiếp tục nâng nhà nha. Mình sẽ tăng tốc cái chuồng ngựa này của mình lên 8 tiếng khá là lâu, nhưng mà nhờ có cái số lượng cốt khá là lớn, cũng như là rương bạc, rương vàng của các boss Việt Nam, thì mình cũng sẽ nâng nó được lên thôi. Rồi, mình sẽ nâng cái tường thành này luôn cho các bạn. Tường thành 8 tiếng nữa. Ở đầu game thì anh em có bao nhiêu tăng tốc anh em xài hết nha. Mình không có nên giữ lại để làm gì, các bạn nên bung hết. Rồi, tòa thị chính của mình thiếu cái bệnh viện. Bây giờ mình sẽ nâng bệnh viện lên cấp 10.
Rồi trong lúc mà rảnh như này tôi sẽ nâng cái trung tâm liên minh. Trung tâm liên minh thì là mình cũng quên mất tiêu, mình không nâng. Cái lúc mà nó lên level 10 các bạn. Huấn luyện lính này, cái huấn luyện lính này là một cái tăng pao rất là quan trọng. Ở trong cái quá trình đầu game này thì ăn nhau nhất là ở cái đoạn anh em có online nhiều không. Các bạn càng online nhiều ấy thì các bạn lại càng có thời gian cho quân đi farm. Các bạn càng có thời gian để luyện lính. Tại vì luyện lính mấy cấp đầu ấy nó mất khá là ít thời gian. Ở đây thì mình xài điểm hành động để đi rally những cái con Loha luôn nha. Nói chung ở đầu game mình nghĩ là trong khoảng tầm một tuần đầu tiên ấy, các bạn có cái gì các bạn cứ xài hết đi. Sau đấy khi nào mà kingdom nó ổn định rồi ấy, thì lúc đấy chúng ta có thể tích lại, chúng ta chỉ sau. Đấy còn những cái nick, ví dụ như nick của mình ở KVK Trinh Phạt đấy thì mình chỉ quanh năm luôn cũng được. Nhưng mà kingdom mới thì các bạn không nên bắt trước, các bạn nên bung hết. Bây giờ mình sẽ chờ cho anh em trợ giúp xong cái bệnh viện. Đây bệnh viện xong nha các bạn. Bệnh viện xong mình sẽ tăng tốc luôn, thêm 3 tiếng tăng tốc nữa. Rồi xài luôn nha anh em. Và bây giờ mình sẽ nâng nhà chính. Nhà chính thiếu khá là nhiều tài nguyên. Do mình cũng không có ngồi nhiều giống đợt dịch. Nhưng mà mình đánh lô ha nhiều nên tài nguyên của mình vẫn khá là dư giả. Thì như vậy là sau một ngày mình đã nâng được lên toàn 11. Lên 11 thì mình sẽ được thêm một cái hàng chờ gửi quân. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu cái tăng tốc 24 giờ. Nhưng mà quên mất mình quên mất mình chưa tăng tốc cái trợ giúp liên minh này anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tăng tốc thử nhá. Cái này mình cũng không chắc, mình cũng không chắc là liệu nếu mà mình tăng tốc lên thì lúc mà mình bấm trợ giúp ở đây nó có tính là 14 lần không. Bây giờ mình sẽ test nhanh em. Rồi may quá, đấy mình nhớ ra mình nâng kịp là được 14 lần. Nó cứ một lần trợ giúp như thế này nó sẽ tăng cái tiến trình thêm 1%, tối thiểu là 1 phút, đấy rất là ngon. Nên là thêm được 1% là nhiều lắm, các bạn chịu khó nha. Ở đây thì nó hiện lên thương nhân thần bí, mình sẽ mua luôn. Mình sẽ mua tất cả những cái tài nguyên này luôn cho các bạn. Tại vì cái tài nguyên này nó gần như là free ấy. Ví dụ ở đây các bạn mất 40.000 lúa, các bạn đổi 50.000 gỗ, lời luôn 10.000 gỗ, tội gì không mua. Tăng tốc mình cũng mua luôn. Có một cái cũng khá là hay mà anh em cũng có thể áp dụng ở server mới. Đấy là các bạn có thể bỏ game để các bạn mua tăng tốc giảm giá 70% như thế này. Thì đúng ấy, là cái này nó không phải là cái giá tốt nhất. Nhưng mà đầu game thì các bạn rất khó để kiếm tăng tốc nhá. Nên là nếu mà anh em cần tăng tốc, ví dụ như để lấy nhà hoa sen các thứ ấy, thì các bạn nên mua. Ví dụ cái này khá là ngon. Mình sẽ ví dụ ở trong cái cửa hàng VIP này đi. Ở cửa hàng VIP các bạn mua thêm AP tiếp này, nên mua nhá. Rồi mua luôn này. Tính ra ông nào mà chơi server mới vào ngày cuối tuần ấy, là qua tuần thứ hai là các bạn được mua đến cái shop này một lần nữa. Mình mua tăng tốc luôn nha. Thì đối với anh em mà chơi mà muốn gọi là đua cái nhà hoa sen ấy thì thường các bạn sẽ lên được cấp VIP 5. Thì cấp VIP 5 các bạn sẽ mua được chỗ này cái tăng tốc 60 phút. Nhưng mà cái tăng tốc này nó sẽ đắt hơn cái tăng tốc giảm giá 70% nhá. Do cái này nó giảm giá có 58% à. Đó nên là nếu mà anh em mà thấy cái tăng tốc giống như mình thì anh em nên mua. Thì ở đây ấy mình cũng chưa có xác định là cái nick này mình sẽ tiếp theo mình sẽ phát triển như nào. Đấy anh em cứ thoải mái bình luận góp ý phía bên dưới. Tại vì cũng 2 năm rồi bây giờ mình mới chơi lại account mới 180 game để mình lấy là 6 tiếng tăng tốc. Mình quất luôn nha các bạn. Ở cái bên cạnh ấy, mình cũng tính mua luôn ấy. Nhưng mà nó là tăng tốc huấn luyện nên là mình sẽ không mua. Tăng tốc chung hoặc tăng tốc xây dựng thì mình sẽ mua nhá. Rồi mình sẽ miễn phí tiếp này. Tiếp tục mua bằng tài nguyên, mua luôn. Rồi dưới này thì đây, mấy cái này thì toàn tăng tốc lởm thôi. Nhưng mà mình sẽ không mua. Cái hồi nãy tăng tốc rất là ngon. Cái này anh em mua cũng được này. Nhưng mà đấy là nếu mà anh em thích thì anh em mua nhá. Nhưng mình sẽ không mua. À lưu ý ấy, là giảm giá 70% từ cái tăng tốc 60 phút trở lên. Chứ tăng tốc 5 phút giảm giá 70% thì thôi đừng mua các bạn. Rồi mình sẽ không mua cái này luôn. Bởi vì mấy cái cấp đầu tiên ấy, nhà các bạn có sản xuất được bao nhiêu tài nguyên đâu. Thì sản xuất thêm để làm cái gì. Để mua cái này nhá. Ok mua luôn này. Cái tòa thị chính của mình hiện tại thì anh em đã trợ giúp xong. Mình mất 20 tiếng 43 phút để hoàn thành cái tòa nhà này. Như vậy đã tiết kiệm được tầm bao nhiêu ta? Hơn 3 tiếng tăng tốc đúng không nào? Thì mình sẽ xài tăng tốc nha. Xài hai cái 3 giờ mình vừa mua xong này. Mình xài tăng tốc 60 phút này. Rồi tiếp đó mình xài tăng tốc 15 phút. Rồi một cái 15 phút là xong. Như vậy là mình đã lên được tòa thị chính cấp độ 11. Và tiếp tục như mình đã nói là mình sẽ nâng cái trung tâm liên minh này lên. Nó mất 9 tiếng, khá là lâu. Mình sẽ nâng luôn, tiếp tục xài tài nguyên trong người.
Cái này là mình không online nhiều ấy, chứ nếu mà online nhiều liên tục gửi quân đi farm ấy thì chắc là tài nguyên mình sẽ nhiều hơn nữa. Thì với ba đạo quân thì mình sẽ thoải mái đánh lô ha hơn. Mình vẫn giữ quan điểm là chúng ta sẽ gọi là xả hết AP đánh lô ha nhá. Đây, mình cứ bung đến đâu xài đến đấy đi. Tiếp này. Các bạn cho quân tham gia lô 2, anh em cho ít thôi, cho tầm vài nghìn lính T1 thôi, cho lính kỵ nó chạy cho nhanh. Đó, như vậy là mình sẽ đánh được 3 con lô 2 một lượt, ngon phết. Sử dụng bình AP này. Rồi tiếp đó mình sẽ cho quân đi do thám. Cái do thám này cũng là một cái điều mà mình nghĩ là đa số anh em người chơi các bạn có thể làm tốt hơn mình. Tại vì mình hiện tại mình có cái nick cũ ấy, mình phải chơi cả nick cũ nữa, nên là mình không thể nào mình cứ ngồi mình do thám liên tục. Nhưng mà nếu các bạn mới chơi đúng không, các bạn có cái điện thoại đi thì nó do thám mất khoảng tầm 1 phút là nó do thám xong rồi, lúc đấy các bạn lại vào các bạn lại cho đi do thám tiếp. Thì nếu mà anh em do thám hết cái bản đồ này rộng hết các bạn, nhưng mà nếu mà anh em đi do thám hết ấy thì quà nhận được rất là nhiều. Mình nhớ là tòa thị chính cấp 11 là các bạn nâng được cái trại trinh sát này lên cấp 11 đấy. Trại trinh sát cấp 11 đây là được thêm một đội quân do thám nữa. Mình sẽ nâng luôn đi. Mình sẽ nâng cái trại chính xác này lên cấp 11 luôn. Tại mình muốn do thám nhanh lên xíu. Đây là mình cần phải chờ trung tâm liên minh trợ giúp xong nữa này. Thì ở trong cái lúc mà cái nhà nó đang được trợ giúp ấy, mình sẽ show cho anh em về cái đầm 3629. Thì bên 3629 này ấy, hôm qua mình có livestream rồi. Thì chắc là anh em nếu mà có xem livestream, các bạn đều biết là bên này đang có một bot Việt Nam nạp rất là nhiều. Đây là cái bảng sức mạnh cá nhân. Thì các bạn thấy là ở cái top 1 hiện tại là bot Quang Sida đã lên tới sức mạnh là 13.386. Thì mình có đọc được cái chat của bot này có nói ở trong cái chat tiếng Việt ấy, đó là bot này kêu là đã nạp 3.000 đô ở ngày đầu tiên, tức là tầm 80 triệu Việt Nam đồng để mua gói với lại các cái gói pop up với gói trong game. 80 triệu cho anh em trong một ngày mà hiện tại úp được là 13 triệu pound. Đó, hình như là đang bị thiếu tài nguyên. Còn từ top 2 thì các bạn có thể thấy là top 2 là mấy nick này là người ta ủa cao nhá. ID 189 này, còn nick bot Việt Nam ở đây là ID 1893, có nghĩa là không cần ủa ạc luôn, tạo vào chơi thẳng luôn. Cũng là chơi thẳng mà sao nick của tôi mới có 148.000 báo này. Đấy, các bạn biết sức mạnh đồng tiền nó lớn như nào. Thì đấy là hiện tại bên này Việt Nam mình thấy là clan VSD thì đang nạp khá là nhiều. Mình đã tận top ngoài 1.000 nhưng mà được anh em Việt Nam ưu ái thì có một slot vào. Vào thì ngày hôm nay thực ra thì mình cũng đã hit được một vài rương ban ngày rồi. Đây các bạn thấy này, rương vàng này. Nó hit cũng khá là ngon, được tăng tốc. Đầu game thì quan trọng tăng tốc thôi. Thú thật là tăng tốc thôi chứ điểm VIP thì lên VIP 10 còn xa lắm. Đấy, tăng tốc 3 giờ quá ngon. Nhưng mà hiện tại thì cũng chủ yếu là bot Quang Sida nạp thôi. Còn được cái là anh em Việt Nam vẫn rally pháo đài, rally Loha đều. Đấy là một cái điểm mình rất là thích, thoải mái luôn. Nhất là với việc mình không có chuẩn bị trước những cái nick clone để thủ Loha. Mình kiểm tra nhá. Đây đã nâng trung tâm liên minh lên được cấp 11 này. Mình sẽ tăng tốc luôn. 8 tiếng tăng tốc rất là lâu nha các bạn. Nhưng mà cứ tăng tốc hết đi. Rồi các bạn có thể tranh thủ mà lúc anh em đi ngủ ấy, anh em đi ngủ thì anh em nâng những cái nhà mà nó mất nhiều thời gian, đúng không? Trước khi đi ngủ, ví dụ 10 giờ, 12 giờ các bạn đi ngủ, các bạn nâng một cái công trình hoặc là một cái nghiên cứu nó mất tầm khoảng 9 tiếng, đấy, sáng mai ngủ dậy nó xong là đẹp. Đấy, còn trong lúc mà các bạn đang chơi giống như mình thì các bạn nên nâng những công trình mà nó mất đấy khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi thì anh em sẽ tối ưu với mặt thời gian hơn. Thì đây mình nâng trung tâm liên minh xong rồi, tòa thị chính nó sẽ yêu cầu nhà kho với tường thành. Nhưng mà những cái này thì mình nghĩ là nâng sẽ khá là lâu, mình sẽ tập trung nâng cái trại trinh sát. Cái này nó không mất nhiều tăng tốc các bạn, mình sẽ nâng trại trinh sát lên để mình lấy 3 con do thám nha, mình đi mở map cho nhanh. Cái trại trinh sát này thì về sau anh em cũng chả làm gì đâu, nên là các bạn nâng sớm thì nó không mất nhiều tăng tốc, do thám nó dễ mở map cho nhanh em ạ. Nếu mà xem đến đây rồi mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc về cái đồ họa thì mình giải thích luôn, đấy là cái đồ họa này là đồ họa Rise Kingdom làm lại, và hiện tại thì mới chỉ có những máy chủ mới Kingdom mới được áp dụng thôi. Nhưng mà trong tương lai ấy, thì chắc chắn là cái đồ họa này cũng sẽ có ở máy chủ cũ luôn, nên là các bạn sẽ chưa thể đổi được sớm đâu. Đấy, bên này mình thấy là người ta cũng đang rally rất nhiều đây. Wow, do thám chứ phải rally nhiều, nhưng mà chạy cũng cứ. Và các bạn có thể đổi đồ họa mới Kingdom mới bằng cách đơn giản là ấn vào mục thiết lập như thế này thôi. Nhưng mà chỉ Kingdom mới mới có nhá, Kingdom cũ là chưa có. Trong quá trình mình đang ghi video ấy thì hiện tại mình đã lên được con Loha thêm một chiêu nữa rồi. Đấy, lên cấp 5 ngon luôn. Nhân tiện lên cấp 11 sâu được sự kiện thì mình sẽ sâu cho anh em một cái sự kiện nữa, đó là tụ họp lần nữa. Thì cái cách chơi sự kiện này là như nào thì mình sẽ giải thích ngắn gọn cho các bạn là như thế này. Các bạn sẽ ấn vào chia sẻ, cần tỏa thị chính cấp 12.
Thôi bỏ qua nha, cái này thì đại khái là anh em nào mà chơi được sự kiện này anh em đều biết đúng không? Thì các bạn sẽ chia sẻ cái mã code của các bạn và những cái nick mà chưa đăng nhập trong vòng 14 ngày. Lưu ý ở trong tài khoản đấy ấy, có bao nhiêu nhân vật thì tất cả nhân vật là đều phải không đăng nhập. Tức là nếu các bạn có 10 nhân vật đi thì cả 10 nhân vật đấy không đăng nhập. Đó thì các bạn mới gửi cái code này cho người ta và người ta nhập code vào. Các bạn mời đủ 5 người là các bạn sẽ được phần quà rất là ngon. Thì cái này thì cũng khá là khó, mình khuyên cho anh em ấy đó là nên cố gắng mời những cái người mà có account và lâu không chơi ấy thì người ta đăng nhập lại. Tại vì với cái sự kiện này nó kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 10, tức là khoảng 1 tuần, nhưng mà chắc là khoảng 3-4 ngày đầu là anh em mời hết rồi, là về sau là không có ai đâu. Đâu tầm này kiếm đâu ra mà 5 cái tài khoản mà offline lâu không chơi được. Hoặc anh em nào mà lâu không chơi thì anh em có thể vào anh em giúp bạn bè các bạn ngày xưa để làm cái nhiệm vụ này. Thì đó là tụ họp lần nữa. Ngoài ra thì khi các bạn lên nhà 11 thì các bạn cũng chơi được cái sự kiện lần này là cửa hàng kỷ niệm. Ở đây thì có lẽ là cái nick của mình ấy, cái level nhà chính nó còn thấp, mình không ấn được vào cái chỗ mà đổi cái skin nhà farm. Nhưng mà để đổi skin nhà farm ấy thì các bạn cần chơi tung tích sa mạc. Các bạn cần bỏ ra 4.000 game để tung cái xúc sắc tung tích sa mạc ấy, để lấy 100 cái xu ánh sao. Sau đấy thì các bạn có thể là chơi sự kiện 7.000 game này, hoặc là các bạn đăng nhập đủ 7 ngày. Đấy là các bạn sẽ nhận được những cái chìa khóa kho báu, là các bạn chắc chắn sẽ đổi được một cái nhà tím farm. Cái nhà tím farm đấy rất là dễ nha anh em. Đây, quà đăng nhập này. Các bạn đăng nhập đủ 7 ngày các bạn nhận được 100 chìa. Đấy, cộng với bỏ thêm 4.000 game để chơi tung tích sa mạc nữa. Như vậy là cái nhà tím farm thì các bạn chỉ mất có là 4.000 game để lấy thôi, rất là ngon. Ở đây thì trại trinh sát của mình đang nâng lên cấp 11 rồi, mình sẽ tăng tốc luôn, mất thêm 3 tiếng 40 phút nữa. Đấy, khá là nhiều tăng tốc nha. Đây, xài luôn. Rồi còn 27 giây thì mình sẽ để cho hệ thống nó tự chạy đi. Sau khi mình có 3 đội quân do thám thì mình sẽ mở map nhanh hơn. Hiện tại là mình chưa có thời gian đi nhặt hang luôn, mình mới chỉ đi nhặt làng thôi các bạn. Nhặt làng lấy lính các thứ về farm. Ba đạo thì mình sẽ tiếp tục mình duy trì rally Loha nhiều nhất có thể. Cái này thì chỉ mong là mấy ngày sau vẫn có Loha để rally, tại không biết là anh em tích có nhiều Loha không. Ngày mai là bên mình đã có cái sự kiện đánh man rợ rơi ra Loha rồi, nhưng mà anh em vẫn tiếp tục là tham gia Loha nha. Nó còn những cái nick clone thì đánh quái để lấy man rợ tiếp. Đấy, cứ như vậy là ok. Đó, và đó là tất cả những cái gì ở cái ngày thứ hai khi đầm 3629 rồi. Thì cái tài khoản này mình sẽ tiếp tục chơi, và nếu mà các bạn ủng hộ thì các bạn cứ đơn giản nhất là anh em chỉ cần ấn like thôi, hoặc anh em có thể bình luận những cái thắc mắc về cách chơi ở server mới, hoặc là nếu mà trong video ấy mà mình có cái gì mà nó chưa hợp lý thì anh em có thể góp ý nha. Đặc biệt là những cái bạn mà có khả năng ủ cao giỏi thì chúng ta cùng chia sẻ để chơi tựa game này vui vẻ hơn. Đối với chuỗi hành trình New Buy khi đầm 3629 này ấy, thì mình sẽ cố gắng làm có thể là 1-2 ngày một video, hoặc có thể lâu hơn một chút. Đan sen vào đó vẫn sẽ là những cái video hướng dẫn chơi sự kiện và review cao như bình thường. Nên là nếu mà anh em thấy thích nội dung nào thì các bạn cứ bình luận dưới bên dưới giúp mình nhé. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.